Hai, chơi chơi, kêu một tiếng. Ê, đúng rồi, giờ mẹ hỏi con. Thế hôm nay mẹ đi vắng, bố ở nhà có uống rượu không? Con khai thật đi, rồi mẹ chắc ra ăn thịt bò, được không? Ừ? Ê, được à, thế giờ con kể đi, bố nhà say rượu làm gì hả? Ê, vớt gối đất, xong rồi làm gì nữa con? Hả? Xong rồi làm gì? Ồ, lại dựa đầu vào giường, gục đầu vào giường đúng không? Ê, xong rồi làm nào? Không lắm nào. Ồ, dựa giường này đi. Xong có chửi không con? Hả? Có chửi không? Có chửi à? Chửi thế nào? Ui mẹ ơi. Ui, chửi vậy à? Xong rồi làm nào con? Ha, chạy vào đây làm gì? Hả? Ồ, chứ chạy vào đây làm gì con? À, non à? Ui, giỏi quá. Ôi, cho giỏi quá. Mẹ thưởng thịt bò ha.